ba anh em bên chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ làm một món mắm nha cả nhà. Thèm mắm chua quá trời luôn, thèm mắm chua của tía mà ở đây bên chào vòng kiếm không được mắm chua rồi cả nhà ơi. Mắm chua. Mắm chua hồi lúc trước hai anh em mình như bên có hay có làm một lần hai anh em mà đúng không? Có. Ăn rất là ngon luôn mà ở đây bên kia không có cả nhà, nên hôm nay thì bên có mua một ít mắm này mắm gì mắm cá cơm quá. Cá cơm. Này cả nhà, mắm cá cơm nha. Chị hôm nay thì thịt luộc, tôm luộc, mắm cá cơm và một ít rau dường của anh em bên hái được nữa nè cả nhà. Ê, nó lọt. Cái này là rau thơm anh em bên nhà trồng nữa cả nhà. Với ít chuối chát. Rồi khế nữa, cái này là hai anh em nó thấy rồi nó leo cũng khá là khá sớm nè. Cái điều hay luôn, ăn ngon quá. Làm nó tới chuối chát mình cũng hái cái đó đó. Khế, cà tím nha, là một mẹt mắm dâu cũng thèm quá. Mà thèm món mắm chua của tím mà mua không có rồi. Chạy mấy vòng rồi đó mà mua không có. Mình em mình sẽ làm món mắm cá cơm nha. Mắm cá cơm tộng với tỏi, thịt luộc, tôm luộc và rau dừa. Thịt luộc nước dừa nha. Nãy hái có 2 tái sao giờ ra 4 tái rồi. Sao không đủ hái thêm 2 tái nữa. Ghê thiệt. Bây giờ thì sẽ cho nó vào tô như cái này. Bây giờ anh em mình sẽ làm mắm chuẩn bị ít gia vị cái. Cho nó vô. Ăn được. Nè anh em mình gửi làm sạch sẽ ngon lành. Tôm đây, tôm này ăn hơi luộc xong rồi lọc nha, cuốn miếng bánh tráng vô chấm rau ăn cho nó ngon. Miếng thịt còn mấy loại rau qua này bên cái này có chuối, khế, khóm, cà tím và rau dường nha. Nghe nữa tôm này là toàn là nhà tầm không có cái nha. Mắm hơn sao không? Dạ. Có mắm chua ăn còn ngon nữa con. Cái này mắm cá cơm. Cá cơm cái này là tỏi với ớt nha cái nè. Anh em bên ngoài lên thì cho bên pha mắm á. Bây giờ bên sẽ ướp mắm trước nha cả nhà, đang cho cái tỏi này của mình nó cũng như vậy là nó thấm mắm á, nó không còn nồng, hơi kẹp miếng tỏi ăn ngon lắm. Mắm này cả nhà, đây là 300g mắm. Mắm cá cơm. Mắm nhìn cái nước miếng gì chứ. Thơm quá trời thơm luôn. Dạ. Chồng mình lên để cho nó thấm nha. Rồi cả nhà nêm lại cho vừa khẩu vị của mình. Anh em bên thì ngọt với chua. Ngày ngọt nhiều tại hơi có mấy cái loại rau của mình nó chua chua á, ngọt nhiều hơn nha. Thơm quá. Trời tới bến nữa rồi. Thèm quá. Chén nước miếng, chén nước miếng. Rồi bây giờ anh em bên đi luộc thịt nha. Rồi nghe nước. Nè, cho béo cái này nè. Luộc thịt trước nha, đừng bỏ tép cho luộc thịt chết tôi luôn á. Dạ. Thịt tướng đi rồi hồi giờ chín thịt cái mình mới bỏ tôm luôn rồi cái vớt luôn phải không? Bên thì bên bào mấy cái mà rau của bên ra nhưng cho nó trắng rồi đó. Mình ăn cái vừa không con? Ăn chứ. Cái này mình bào mỏng như này chút xíu nữa anh em mình cuốn bánh tráng nó dễ. Yeah. Còn mình sắc lát nó dày quá cuốn không ngon. Thôi chịu khó mình gấp nhiều chút xíu. Bào như đạn luôn. Trời ơi, nghề của chú Bên mà con. Cái nghề mà bào của kẻ tắng. Đúng. Ngày nào cũng ngồi cứ vậy đó, chút xíu mình vớt ra, cuốn. Tỏi, ớt. Vô em ơi. Cho thêm em thêm nhiều một phần một tép nữa. Tại tao đang lép bỏ vô luôn. Hay vậy. Ôi. Ai quá chứ. Hạt nước. Quá sồi. Ngon lành. Gõ nước. Thơm quá thơm luôn á, cái mùi nước dừa á. Dạ. Nó kẹo kẹo lại nó thơm ghê luôn cái nha. Hẹn miếng. Rồi cho tôm vô đi chú Kha. Ok, để chú Kha. Để chú Kha hãy hiện. Để thấy hăng tôm hăng tép chú Kha. Tôm. Để thấy coi chảy con nào ở dưới nước sàn không nha. Còn mình, có nó phóng không con? Có tớ cái chú Kha. Còn là con tôm. Tôm thẻ. À, giờ nghe tới mùi ớt rồi béo quậy mấy tôm cái bể mấy tớp kia nhẹ. Giờ nghe tới mùi ớt rồi hết nghe cái mùi dừa rồi. Coi chừng nó bún nha chú Hà. Để con hứng hứng nó kìa. Giờ này mà nó bún nữa thì thôi khỏi nói nó luôn. Giờ xong cái anh em pin để cho nó nguội như kia nè. Để cho nguội lọt kia. Sắc thịt. Chạy nước miếng. Chạy nước miếng rồi đó. Chạy nước miếng rồi hả? Chấp nó lại. Giờ anh em sẽ cho nó ra mâm hết luôn nha kia nè. Cái bàn luôn cho dễ. Trường cái nhân hơi anh em bên sẽ bỏ cái thịt vô. Chua chát nè. Chua chát, cà tím. Toàn là những cái món mà bên cảm thấy là mình ăn mắm rất là ngon.
kẹp với gao rồi ha. Ừ. Thơm. Còn này là ba loại gao của anh em Vinh nha, cái này. Trong nhà luôn. Còn gao nhà Tòng xanh mỡn. Hè nữa này, cái này. Rồi dọc. Chờ thịt nguội cho anh em Vinh sắc cái nè. Này cho cô Béo, cô Béo sắc thịt bữa. Cô Minh vẫn là người lột tôm. Cái này mà làm hết ra một dĩa là anh em Vinh dư sức. Thêm dĩa mắm nữa, tô mắm nữa. Đúng rồi, bỏ vô một chỗ nha. Về hai cái lẩu này để cho hai đứa nó nằm tổng nè. Đứa thịt với đứa tôm. Tôm. Thịt ngon ghê không? Lớp mỡ, lớp thịt, lớp mỡ, lớp thịt, để chưa? Thịt ba chỉ. Là ba công chỉ thôi chưa? Người ta gọi thịt ba chỉ chắc ba công chỉ á. Công chỉ mỡ, công chỉ thịt. Cái đó là giống như là cái lằn thịt với mỡ nó mỏng, nó xen kẽ với nhau. Người ta kêu bằng ba chỉ. Ba công chỉ là sao? Ba công chỉ cột cột heo hả? Ghê thiệt, ghê thiệt. Tụi em cũng xác thịt xong rồi nè cái nhà. Hốt qua đi. Nè, cơm của mình để thịt xong. Đi mấy con, đừng nhảy nha. Ủy à, thịt mà còn nhảy với tôm nó nhảy thôi chứ gì, thịt cũng nhảy nữa hả Béo? Ghê, ghê. Rồi, xong là anh. Chưa, rồi. Thì còn hai dĩa mắm nữa anh em mình để xong. Này nay là có lỗi với mấy anh chị thầy mắm nữa nè. Chạy đi con, nửa đi con, nửa đi. Nhìn con mình nó chạy lên tiếng nữa. Không có lại cái món gì nó chạy lên tiếng nữa. Con chạy này là hết ăn luôn á chú em. Không. Chạy dễ thôi, mày chuồn dễ là hai anh em ta chứ mà chạy mà hết hai dễ là chết tao luôn á. Con chạy cho tao mệt á. Ờ. Nghỉ chơi luôn á. Chạy cái này lại nè, mày ăn luôn đi. Này coi thấy hấp dẫn không? Quá hấp dẫn luôn á. Thôi, vô chỗ, vô tí. Mày phải chắc cho khách tôm luôn. Một dĩa thịt luộc, tôm luộc và mấy loại rau vườn. Có hai loại rau đi mua hả nha cái nhà. Tây khóm với tây cà tím. Cà tím. Cà tím nãy quên nói hai chứ ngoài mình cũng ngon tay nữa. Ở đâu? Ở ngoài đây nè, mình tòng á. Thôi ba anh em Vinh mời cả nhà ăn mắm cùng ba anh em Vinh nha. Bé mời cả nhà. Con mời cả nhà. Mắm thịt luộc, tôm luộc, hải sản cho thịt. Bốc nha, không ngại à. Bốc đại đi. Cái đũa là hai để dành cho hai anh em góp con mắm để lên thôi đó. Đúng rồi. Cái nhà coi dưỡng mắm nè. Gạo nè. Cái này lá chuối xanh xanh đúng kiểu ngày xưa. Đơn giản ngày xưa hả? Đơn giản ngày xưa. Chạy nước miếng quá, chạy nước miếng quá. Không phải làm cái sơ cho nó ngon cái đi rồi mình làm cái đủ. Chứ để hết chạy nước miếng. Chạy nước miếng, chạy nước miếng. Đẹp luôn á Béo ơi. Đây. Thử. Xử đi. Ui xa cha cha. Em không ngại nha. Trời ơi. Em làm tước đây. Ui xua con mắm. Bỏ nhiều quá hơi sợ không đủ nè. Rồi. Bỏ củ tỏi lên. Miếng ớt nữa. Ngay nữa. Tỏi nữa. Cắn không đứt con tôm rồi, cái lượng dao là con không có con tôm thứ hai rồi đâu nha con. Rồi cái lần cắn thứ hai không có luôn nha. Phải làm sợ mắm mà sợ nãy em sợ mắm nó mặn, bỏ con ăn vô không có mặn. Không đã phải không? Bỏ thêm con nữa. Đây nè, thiệt chứ. Thôi nói cái nhà Vinh chưa cuốn được, Vinh làm tước miếng đi. Cho nó thấm giọng mới được. Dễ nói chuyện. Đây. Đúng là có thịt rồi có tôm rồi bắt đầu tất cả các loại rau nó ăn nó hòa hợp vô với mắm nó thơm quá thơm. Tác dụng của nó là quá bắt ha. Tác dụng của miếng bánh tráng là dùng để gói những cái loại rau rồi. Đúng rồi. Bé để xíu vô xíu bé ăn thì dễ hay đó. Review cho cả nhà. Cái này để em cuốn nha, hai một cuốn thôi. Ok. Để tay lên đi chứ miếng thịt rồi. Em biết hai phải ăn cà nè, bỏ cà vô. Đúng. Bỏ cho chú mình khế vô bên. Thiếu miếng thịt rồi, tao thấy thiếu miếng thịt rồi. Chưa, em chưa làm xong hả? Thấy cô Béo gùng tay sao cái nhà. Dừng miếng khế rồi. Đấy, rồi hai cầm đi, em gấp con mắm em bỏ lên cho hai nè. Cảm ơn Béo nhiều. Đây. Vậy mới đã nha hai. Còn mắm không mặn em ăn rồi, em thử rồi. Vậy được rồi.
Đừng làm lâu quá cả nhà thấy bực mình. Mời cả nhà nha. Anh hơi nhăn mặt luôn. Phê chứ ê kéo dài luôn hả? Nè. Tới của mình, tới của mình. Tụi mình tới con nè. Ít rồi, hết. Hết mình chấm á. Thôi chào tới lượt chú Bin mà hết con ấm chú Bin dặn con luôn á. Không cắn cái này không hỏi của mình được. Để của mình một hồi mới được. Bây giờ mình chấm cái. Có tép, có hạch luôn nha cái nè. Thế nữa rồi, nhưng mà đầy đủ, đầy đủ. Mâm chua ăn cái gì nó đậm đà, nó ngon hơn rất là nhiều luôn đấy nha. Cái nát nữa rồi chú hả? Không có. Thấy gì chưa Minh? Dạ. Tại cái tay nó dính mũ chuối này nãy nè. Nhìn xấu quá. Dính mũ không sao, đừng dính sình là được à. Dạ. Không, dính mũ. Dính mũ chuối. Ăn nó hôi, hôi sình. Hôi sình, hôi sình. Đây, 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 đây. Quá ngon cả nhà ơi. Bên thì chợ bên review những cái món này kẹp chung vậy thôi. Cho mày lên đây. Cho mày vô con ngâm mắm nằm ở dưới này cái nè. Cho mày vô. Kẹp nè. Chua chát nè. Chấm vô nè. Giống giống chuối à. Thằng hai phải chuối. Con mắm mình lấy pin không gớt. Gớt cá. Rau sống nè. Công nhận ăn đúng cái cọng húng lũi nó thơm quá trời thơm luôn. Cái mùi đậm mới ghê luôn á. Mình còn thấy húng lũi quay quay kiểu bên nhà mình. Ngay bữa húng lũi mình thời xưa là đẹp dữ lắm luôn. Dạ. Ba chi mà nó vậy hoài luôn ha. Thì mình ăn ăn từ từ thôi. Cái ăn này nó lún xuống thì có con kia nó sẽ lên. Dạ. Bẻ con tôm cho nó hẳn nha. Bỏ cọng hè nữa kìa. Thì chú chát này chấm món ngon quá cả nhà. Bên ăn chú chát không luôn cũng được luôn nè. Vô ha. Em. Cảm ơn bé nhiều. Vô. Có anh chị nào ăn gạo cuốn mà không ăn hẹ không? Chỉ có những cái clip trên mạng, clip vui trên mạng cứ mua cái gạo cuốn về xé tanh banh luôn á. Xé cái cọng rút cọng hẹ. Rút gạo giống rồi nữa. Đó cũng vậy á, đâu ăn hẹ đâu. Không, cái cọng hẹ cũng tùy cọng nha, có cọng nó dai lắm nha. À, đúng rồi. Ngang nó dính xì lễ luôn, nhưng mà cái cọng mình nó mèo mèo à. Cắn một cái đứt ngang à, ngon lắm. Có mấy cọng cắn cái nó dính răng luôn á. Không biết sao làm như mình để ngoài chợ cái đầu nó héo héo rồi á. Ăn nó nhách hả. Còn mình mới hái mình đem mình ăn liền nó giòn gọn mà cắn một cái đứt ngang luôn á. Đứt ngọt luôn á. Bữa này thiệt món ăn đẹp quá. Thèm quá. Món này là mấy anh nhậu cự mấy anh em nữa nè. Bốc chạy nướng chơi con mắm vô. Con tôm nó nằm hẳn lên nè chú ha. Bẻ này ha, bẻ này ha. Dạ. Ở của mình này cái nha. Đó. Ôi. Chạy nữa. Vô 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 vô. Tẩu nữa kìa. Ôi ơi có miếng tẩu nữa kìa. Ai mà làm người cuốn đẹp dữ người ta. Kiểu này bán 2.000 cuốn được rồi Minh ơi. Kiểu này chắc hơi chết không ngọn ngon mắm nào luôn quá. Tỏi nè, bỏ tỏi vô, ăn nó thơm. Bỏ, nè, bỏ cái này ăn vô cũng thơm nè. Cái gì? Ớt hiểm. Ớt hiểm nè. Ớt hiểm nhà mình đồng nó không có ca dữ. Nó nằm nằm rồi cái nè. Đấu mà hồi luôn không? Nét cái mẹ. Ngon quá, ngon quá. Chị phiêu một con tôm. Con tôm chấm vô đây. Rồi lấy này, mắm nó đắp lại kìa. Vì lấy thêm miếng chuối nữa. Thêm miếng mắm nữa. Con ổn ổn heo heo. Này chấm nước không dám chấm chấm nhiều. Chấm nhiều sợ hết. Tôm vừa luộc ăn mềm ngọt. Mà còn phải cái thịt nó cũng còn bự nữa. Luộc quá cái nó teo héo lại. Tôm luộc đít đụng đầu là chính nha. Vừa đụng đầu thôi cái nhà đừng để lâu á. Lâu quá nó co lại nhỏ xíu à. Nó co lại rồi nó teo cái thịt lên nữa. Teo thật à. Làm miếng dao nữa thôi.
Làm miếng dao nữa bỏ máy xuống nha. Vậy mới làm lại hai anh em chứ. Vậy miếng dao phải dính được miếng thịt nữa mới được. Chứ mấy nó không có tên, nuốt khó nuốt lắm. Nuốt có mà ngẹn thôi rồi. Bỏ rào vô. Mất đũa rồi. Ủa? Ủa, cho mượn chạy cái lỡ lại lâu mình mới cháu thì chạy chung nè mà. Chung, chưa ngủ chung à. Ủa, tôi ngủ chung rồi luôn nữa. Ngủ từ trong nhà tới ra bà bờ bụi luôn hả? Ra tới cái chòi luôn. Ngủ về tới Long An không? Ngày về tới Long An ngủ chung mà. Đó ti nữa, ngủ tưa nữa chứ. Ngủ tưa mà ôm nhau ngủ nữa chứ. Ghê thiệt chứ. Mình tất cả là của nhau nhưng mà mình không thuộc về nhau hả? Thiệt đấy, cái này mà có được con mắm chua của Tiến thì ngon quá. Ở Tây Ninh nè, cho nó khó, ở dưới vùng của bên khó kiếm luôn nè. Ở bên chợ tỉnh mình có bán không ta? Hay hỏi mày có đi nhưng mà mắm không ngon. Không ngon hay không à? Ngon, hồi đó mua ăn gọn là. À, rồi phải ở cái vùng mà đặc sản của vùng mới ngon. Ở tỉnh chưa dắt thì mua được cái mắm ngon. Dạ. Hồi đó biết chả mua. Con mắm nó nhảy mình. Nhảy hả mày? Bắt mày thôi. Cái này ăn là phải gấp để nó dễ nha. Chứ mà bỏ lên là không được. Chuối Binh thích ăn là bà mỏng như vậy mà gấp nhiều. Còn nhiều khi ăn mấy món mắm á thì mình phải cầm cái chuối mình dít á thì Binh sắc lát. Còn mà nếu mà ăn thường Binh thích mỏng như nè mà chấm. Cũng như là nó không biết tại sao mà nó thấm mắm nhiều. Và ăn mắm chưng rồi ha, là mấy món mà chấm á thì Binh sắc dày. Còn mấy món nữa. Đang dít nó quết nữa. Đúng rồi. Chứ mỏng nó quết nó dễ. Mấy cái món mà chấm cuốn giống như vậy này ha. Binh sắc mỏng vậy nhưng mà mỗi lần Binh muốn ăn thì mấy cái Binh gấp nhiều vô. Chấm ăn cái. Cái loại bánh cái này cái món này mà nếu mà ăn ngon đúng điệu nữa là biết cái bánh rán không? Bánh rán phơi xương. Thì cũng là ở trên Tây Ninh có luôn ở dưới em thì mình kiếm cái món đó không kìa. Ở đây mình bánh rán phơi nắng. Hay là bánh rán này nè, con ăn đi, hơi hết cái này á. Tôi thấy con bỏ vô bọc nó ra gió rồi là vô cái nó cứ ngắt à. Cứ ngắt là đúng rồi. Không biết sao nữa. Lạ nó mà bị con gì cắn lại xong. Con mình nó để tối này đây mà để về xương. Lên chén lắm rồi nè. Mà con thấy cái bánh tráng về xương chưa? Chưa. Nó phồng phồng nó đang trắng như bánh tráng mình nướng vậy á. Ừ. Nó không ổn. Bánh tráng phơi xương. Sẵn Tây Ninh. Ừ. Ủa, nó chứ. Nó lại nói chứ nói gì bánh tráng rồi, Tây Ninh. Bánh tráng với muối. Muối Tây Ninh. Ừ. Nó xin hai tới chuối mình hãy bốn tái rồi chạy nó hơi nhiều mà. Xin bác không nói không cho. Không cho không chỉ vô vừa á. Đó ba của Cưỡng hả? Dạ đúng rồi. Ba của Cốt ạ. Ở bánh tán này giống như là để quấn hết mấy cái gia vị của mình vô. Dạ. Nhiều quá dai nhai không đứt, cắn không đứt. Cho nó cố định lại ăn cho dễ. Nâu cô Minh biết ăn cà nâu sống hết à? Để biết chứ. Chú Bên là mấy món mắm rồi, nhất là món mắm kho là lấy cà nâu nâu chấm thôi. Chứ không có mà bỏ vô lẩu luôn, bỏ vô ấy luôn. Thích ăn sống á. Cà nâu ăn nó hơm. Đúng rồi, nhưng mà con ý biết con người ăn nó cũng mạnh lắm nha. Cái dòng cà nâu với cà nâu với cái gì, cái cà nâu với cà pháo á. Ý biết con người là ăn mạnh lắm nha. Rồi ăn với mình nghe hơm. Ừ. Mình thấy mình đáng còn đây còn nha hả? Ừ. Nè cái nhà coi cái gói của Bên nè, hơi bị dữ luôn á. Quá trong luôn. Này mới cứu được luôn, cái này giống như túm nó lại vậy chứ không phải cứu. Anh Lục, cho mày vô. Nhét một hai con mắm vô mới được. Chú Hai ra còn nhiều lắm nha chú Hai. Nè. Thằng này. Cái này nha. Ừ, đẹp quá. Để giờ tôi bỏ cái hộp đem về để ngắm chứ. Tôi kiếm nghe chú Bình. Ngắm hả?
chú Quyên không ăn là nó mất á. Tiếng nó buồn. Ăn cái món mà cuốn mà hấp dẫn nhất là biết béo biết cái gì không? Cái cách ăn đó nha, là mình phải cắn cái cuốn nó cho rất lê ra liền. Đúng rồi, chứ là cà xì lễ là kỳ lắm á. Cái cách ăn mà mấy cái món cuốn này mà là hấp dẫn nhất á, là nhìn người ăn mà hấp dẫn nhất á là cuốn xong ha. Một phần là biết do là cái phần cuốn cái những cái đấy mà mình ăn á là biết là hấp dẫn rồi, nhưng mà lúc ăn á làm sao mà để vô cắn một cái mọc nó đứt lê ha. Còn cắn thì nó kéo tời, còn hẹ nè, còn dao nè, con tên nó còn lòng màu. Nó sao quá. Nó còn người dính thì kỳ lắm á, nó xấu lắm á. Ăn gan giả. Gì hi mình. Nó cà kìa chú ba. Nó nói em lại biết liền rồi. Gì á? Không dám được, hôm nay gần như là cắn con là con la làng luôn, chứ là lĩnh đùi. Dạ, dạ. Ừ. Chết đi chú à. Chết đi chú à. Cái đám trà của mấy anh em bên đó nha. Trời thèm dữ lắm luôn á, mà vô nước cuối năm này không canh được ngày nào mà nước cạn. Thấy cá ụp quá tợp luôn. Cứ dòng mà cái mè với cái mè với cái phi á. Quá tợp luôn, bên không biết là cá bự, cá này, cá kia, rau, không sao nha. Nhưng mà chiều ra là cả nhà thấy nó ụp lên, nó đóng trà luôn á. Ba anh em ra mà chảy nước miếng luôn á, mà giờ không biết sao luôn á. Tại vì nước lớn quá. Buổi sáng á, nước mình mong mà. Ừ. Còn giờ cạn, bây giờ cạn, đang cạn nè. Còn lẽ giờ mấy anh em mình nhảy xuống giờ này mà tối giờ này quay clip sao được. Sợ cái nhà quay được nhưng mà không ừ. Không có không đủ sáng, không có đẹp. Đúng rồi. Nhà vô cháu này cũng thấy con cá đâu nữa. Trời gán rộng vài bữa nữa coi sao. Cái mấy cái trà lúc đầu theo Bin biết á là cái trà mà thả lúc đầu á là cứ chừng tầm chừng nửa tháng 20 ngày là mình dở được, hay giống như coi cái ông trà cho nó bớt hồi á, giống như là ba cái cây tươi lúc mà mình bỏ xuống á nó bớt hồi, sao mình dục cái xuống lần nữa nó mới ngon, giống như chả ông trà vậy đó. Mà vòng vòng á bây giờ á dịch á nó quần ba cái lục bình được hết trơn à. Ừ. Giờ chỉ có đống trà thôi, cá nó nghĩ nó gom nó dữ lắm á. Hôm bữa cũng có mấy ai cái anh nào kêu hãy lên mới được bình á, mà mấy anh em mình không nhớ rồi cuối cùng tới giờ luôn á. Ừ. Nói tới nhớ mà lâu quá rồi không nhớ. Mà được cái đống trà mình cũng gặm ha. Ừ. Tại vì trà nhỏ béo mà dạ. Không có trà bự, trà nhỏ mà không biết đống trà được ngày được bao lâu, không biết cái cây đó là nó ba một hay không. Dạ. Lúc trước ai đang đi cho bảy đốn hết mấy vườn bưởi á, tại vì vừa lên là bưởi cho bảy kêu cái trà bưởi gì đi. Cái vườn bảy á, cái bảy kêu nhưng mà vườn bảy nói cái trà bưởi nó dễ mục lắm, mà công nhận nó dễ mục thiệt. Dạ. Nó ma mục quá. Anh em mới không làm á nha. Chứ mới là đống trà có lâu lắm rồi. Xuống mà chở lên một y cá ha. Xuống xuống. Chứ đó chắc mình nghe chờ mình bán. Bây giờ rồi. Không cần cá gì, yêu cầu có cá là thấy khoái rồi. Ừ, là cũng như là mình đã đạt được thành công trong cái đống trà phải không? Dạ. Mục đích mà có đống trà là để bắt cá, mà dở lên cá nhiều là vui, mà không biết cái gì cũng được. Cái gì cũng được. Những này có đống trà cho đẹp là được, cho cá nhiều là được. Vì ở đây mình chỉ có mấy cái loại cá đồng đó thôi, nhưng mà nhiều là vui à. Ví dụ như hơi lắm thì được con cá ta. Đúng rồi, đúng rồi. Còn bình thường á thì cá mè nè, cá phi nè, cá lóc nè, phi, cá thác lát nè. Đúng rồi. Cá sặc, cá trê, cá tê, cá ruột. Ừ. Cái đâu thì cũng hên xui mà mọi hai con. Nhưng mà hên như lắm mày được con cá ta, giống như lần trước anh em bên kéo trà đóng chạy dữ ha. Lục bình nó vô lục bình nó. Mà công nhận cá ta ở Kinh ăn chắc thịt thiệt ha. Ừ, ngon. Rồi chúc anh em để cái gom này ha. Dạ. Không hết nổi cái nhà. Không nó. Phát. Thấy nguyên một đống luôn mà ba anh em bơi gần như là biết tới hết rồi đó. Quá dữ quá dữ. Thôi ba anh em đi tạm biệt cái nhà nha. Cảm ơn ba cái nhà. Không.